Dạ con. Con nhớ không? Bữa trước mình học tới chữ gì rồi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, T, Q. Ok, mình học tới chữ Q rồi ha. Could you see my screen? Con có thấy màn hình của cô không? Rồi, ok. Rồi, An ơi, An cho cô biết đó hả, là mình học những từ gì vậy con? Nữ hoàng nè, ở gì nữa? Nữ hoàng à, có cái gì nữa? Cái ga, tấm ga nè. Rồi cái này con nhớ không? Im lặng. Im lặng à. Vậy thì im lặng là gì, An nhớ không con? Quiet. Quiet. Còn tấm ga? Quilt. Quilt. Nữ hoàng là queen. Queen. Queen, đúng rồi. Bây giờ mình chơi trò chơi 1, 2, 3 nha. Rồi, 1, 2, 3 có nghĩa là sao? Bây giờ cô sẽ đặt cái này là số 1 nè. À, cô không đặt theo thứ tự bình thường ha. Cô đặt cái này là số 1 nha. Rồi, cái này là số 2. Cái này là số 3. Rồi, xong rồi cô sẽ, ví dụ cô hỏi An ha. Rồi, picture number 1 là gì? Picture number 1, what is it? Queen, đúng không? Sai rồi. Queen này là number 3, không phải number 1. Vậy là An thua rồi. À, mình phải để ý cái con số ở phía trên ha. Số 1 là tấm ga, quilt. Số 2 là quiet. Số 3 mới là queen. À, mình phải nhìn vào con số ở trên mới đúng nha. Thử thêm một cái nữa ha. What is it? Number 1. Số 2, number 2. No, number 1. Nếu như cô nói vậy thì em phải trả lời là chữ quilt. Quilt, đúng rồi. Number 1 là quilt. Number 2 là quiet. Number 3 là queen. Rồi, em nhớ chưa? Mình bắt đầu chơi nha. Rồi, cô bắt đầu nha. Number 2. Number 2. Tấm ga nè. Con để ý xem anh number 2 là cái nào. Number 2 không phải là tấm ga ha. Vậy number 2 là im lặng. Đúng rồi, im lặng là gì con? Phải nói đúng chữ đó thì mình mới được ha. Không biết. Quiet. Quiet. Right. Number 1. Không. Number 1 là quilt. Quilt. Đây ha, mình phải để cái số ở trên nha. Number 1 nè, number 2 nè. Rồi, bắt đầu cô hỏi lại nha. Number 3. Number 3. Sai rồi. Number 3 là nữ hoàng. Đây nè, number 3 là số 3. Đây nè, là queen. À, number 2. Im lặng. Im lặng là quiet. Rồi, bây từ từ cô tăng tốc độ lên nha. Number 1. Number 1. Không. Quilt. Number 3. Queen. Queen. Number 1. Number 1 là quilt. Quilt. Number 2. Quiet. Đúng rồi. Quiet. Rồi, anh nhớ chưa? Bây giờ mình bắt đầu chơi nha. Rồi, number 2. Number 3. Number 3.
Nữ hoàng. Nữ hoàng là gì? Queen. 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 Number one. Number one. Number one là gì? Quilt. Quilt. Very good. Right. Tiếp theo, có chữ gì nữa đây? Right. Con vịt mình kêu như thế nào? Có ba chữ. Tiếng kêu con vịt. Quạc, 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 quạc. Đúng rồi. Tiếp theo, how many people? À, bữa trước An đếm sai ha. Bây giờ An đếm lại để coi An có đúng không ha. Rồi, bây giờ hai cô chào đếm lại nha. Bao nhiêu? Nói tiếng Anh mới được. Nói tiếng Anh mới được. Nói tiếng Việt là mình không công nhận đáp án. 14 là 14. 14. À đúng rồi, như bữa trước cô có nói là hôm nay cô dạy An đếm số tới 20 đúng không? Đúng không con? Rồi, đúng rồi, bữa trước cô nhớ cô có chỉ An là đếm số từ 1 tới 20 nè. À bây giờ trước tiên là mình phải đếm nhuần nhuyễn từ 1 tới 10 trước nha. Bây giờ cô đố An từ 1 tới 10 ha. Số 7. Số 7 là gì? Tiếng Anh đó con. Số 7. Đúng rồi. Số 5. 5. Số 10. 10. Số 2. 2. Số 2. 2. 2. 14. 14 là 14. À, 4 là số 4. Mình thêm chữ teen vào là 14. Dễ không? 4 là số 4. Mình thêm chữ teen vào là 14 là 14. À, 15. 15 là 15. 15 là 15 ha. 13. 13. 13. 12. 12. 12. 11. 11. 11. Rồi, vậy là em biết đếm từ 1 tới 15 rồi. He he. Rồi, bây giờ cô hỏi lại thử nha. 13. Cô 14 đi. 13. 15. 15. Rồi, giờ theo chiều ý em ha, cô hỏi số 14. 14. 14. Đúng rồi, giỏi. 11. 11. 11, giỏi. Vậy là em biết hết tới 1 tới 15 rồi. Vậy bây giờ cô đố thử nha. Số 12. 2. Đúng rồi, giỏi. 15. 15. Giỏi. 14. 14. 13. 13. 13. 11. 11. 11. Giỏi. Bây giờ mình học thêm 5 số nữa nha. 16. Dễ lắm. 16 là số 6. Chữ teen vào là xong. Số 6 là gì con? 16. Thêm chữ teen vào. 16 là 16. À dễ không? Số 7. Lấy số 7 còn chữ teen vào. Số 7. Số 7 còn 7. Thêm chữ teen vào là 17. À rồi số 8. Số 8 thêm chữ teen vào là 18.
Đúng rồi, số 8 mình đọc là A. A T. A T. Số 9 là Nine. 19. 19. À dễ không? Còn số 20 hơi khó xíu à. Số 20 là 20. 20. 20. Rồi, vậy là em biết hết được từ 1 tới 20 rồi. Em đã thuộc hết chưa? Số 20 là gì hả con? Quên thôi. 20. 20. 19. 19 với lại chữ 10. Số 9 với lại chữ 10. Đúng rồi, 18. Số 8 với lại chữ teen. Số 8 là Số 8 là gì? Thêm chữ teen vào cho cô. 18. 18. 17. 17 là gì? Đúng rồi. 16. 6 chỉ là chữ teen. Đúng rồi. 12. À, 12. Sao giỏi. 11. 11. 13. Thirteen. 14. À, 14 là An chắc chắn biết nè. 14. Cô thích số 14 lắm bởi vì 14 là sinh nhật của cô ha. 14. Rồi, em thích số mấy? Trong đây có số nào là ngày sinh của con không? Số 15. 15. 15 là gì? 15 là 15. Đúng rồi. Bây giờ cô với An hai người cùng nhau thi đố nha. Người nào thắng được chơi game ha. Được không? Rồi, đố bất kỳ số từ 1 tới 20 nha. Bây giờ An trước hay cô trước? Con trước. Rồi, An đố cô trước đi ha. Thôi. Thôi, cô đố con trước đi. Rồi, cô đố con số 15. Thôi, 13 đi. Thôi, cô thích 15 không? 13 đi cô ơi. 11 đi cô. 15, cô thích số 15. Trời ơi. 15. 15. 15. Rồi, tới lượt em đó, tới lượt em đố cô đó. Số 10. Số 20. 20 là 18. 18. Cô đó là số 11 được không? 18 phải số 20 không? À, 18 là số 18 nha, không phải số 20. Vậy là cô nói sai rồi mà em không phát hiện. À, vậy là cô sẽ được cộng thêm một điểm nữa bởi vì em không phát hiện ra lỗi sai ha. Nếu như ai mà phát hiện ra lỗi sai của người kia được cộng 2 điểm. À, quy tắc của trò chơi là vậy nha. Ai mà phát hiện được lỗi sai của người kia là được cộng thêm một điểm nữa là 2 điểm. Rồi, bắt đầu chơi lại nha. Số 13. 13 là 13. 13 là 13. Rồi, tới An đố cô đó con. 20. 17.
số 17. Ok, vậy là em được cộng 1 điểm ha. Rồi, tới lượt cô nha. Số 12. Trail. Trail, sai rồi. Trail là đâu phải số 12 đâu. Trail là số 11 mà. Đúng rồi, đúng rồi. 11 mới số 11 ha. Rồi, vậy là An thuộc rồi. Vậy là An thuộc hết ra cả 20 số rồi ha. Bữa sau cô hỏi lại bài nha. Rồi, ok. Bây giờ mình tới tiếp theo ha. Cô, gọi cô đi. Cô. Ơi, cô đây. Ai gọi, ai gọi cô đó, có cô đây. Cô. Ê. Rồi, tiếp theo, xếp hàng là gì nè? Xếp hàng là gì hả con? Cô. Xếp cô. Xếp hàng là Q. Q, xếp hàng là Q ha. Câu hỏi là question. 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 Ai đứng bên con vậy? Ai đứng kế bên con? Who is she? Who is she? Cô ấy là ai? She is my sister. She is my sister. She is my sister. She is my sister. Chị là con vịt. Rồi, đây là chữ khuya viết hoa hay là viết thường ha? Viết thường. Viết hoa. Đây là chữ khuya viết hoa. Chữ khuya viết thường là chữ chữ dưới nè. À, giống như số 9 ha. Chữ khuya viết thường là giống như số 9. Squirrel. À, con gì đây? Con gì mà có hai cái răng đây? Có hai cái răng nè. Con thấy hai cái răng của nó. Con sóc, đúng rồi. Vậy thì con sóc chữ mình có viết hoa nó không? Không, viết thường. Đúng rồi. Squirrel. Con sóc hả? Squirrel. À, có con sóc phía sau An kìa. Squirrel is behind you. Ủa? Con là... Just kidding. Con đùa thôi. Cô chỉ đùa thôi ha. Con sóc, mình muốn thấy con sóc mình phải đi vào sở thú. Go to the zoo. Con biết sở thú. Rồi, tiếp theo. Nữ hoàng là gì con? Nữ hoàng á. Hồi nãy mình có gặp nữ hoàng rồi nè. Queen. Queen. Ủa, ai vậy? Phải An không? Rồi, Queen ha. Ôi, bây giờ An giống nữ hoàng quá nè. Y chang nữ hoàng luôn. Tóc dài y chang nữ hoàng luôn nè. Queen. Cái này áo khoác đó cô. Rồi, Queen, Queen. Mình phải biết hoa ha, nữ hoàng. Rồi, tiếp theo cái gì đây con? Question. 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 Question là câu hỏi. À, câu hỏi thì mình viết không có viết hoa ha. Question. Question. Rồi, ba la rồi đúng không? Rồi, what is this? What is this? Đây là con gì đây? Hỏi cô xem. What is this? Cái áo khoác là gì? What is this? Con chim. What is this? Con chim. Rồi, ok, con chim ha. Con chim mình có chữ gì đây? Bird, đúng không? Mình có chữ bird là con chim. Đây để con quail. Quail. À, bây giờ mình xem thử con quail này là con gì ha. Con quail là con gì đây? Không phải là con bird. Đây, đây chính là hình của con quail. Quail. Rồi. Đây không phải. No. Để cô kiếm thử nhiều hình ảnh khác của nó nữa nha. Đó, để cô kiếm thêm nhiều hình ảnh khác này cho An coi nha.
Đây, đây chính là con quill. À, đây là con quill nha. Đó. Quill có nghĩa là con chim cút. À, An có ăn cút chiên bơ chưa con? Yeah. Đó là con này nè. À, An ăn con này nè, cút chiên bơ nè. Quail. Quail. Vậy là An ăn con quail rồi, ăn ngon không con? Cô chưa ăn hả cô? Cô chưa ăn hả? Chưa ăn, cô ăn rồi, ngon lắm. Quail. Quail. Rồi. Quarter. Quail. Quarter là một phần tư. À, ba miếng này màu xanh, miếng này màu hồng. Ok, cô ví dụ nha. Đây là cái bánh pizza nè. Đó, xong rồi cái ba cái mảnh màu xanh này là của cô. An chỉ có cái mảnh màu hồng này thôi. Nên An sẽ nói là quarter. Con chỉ được có một phần tư cái bánh thôi. Ba phần còn lại là của cô. À, mình có chữ quarter. Sao? Không, ba phần còn lại là của con. Vậy còn phần màu hồng này của ai? Cô. Không lẽ không bê đê? Sao lại là bê đê? Thầy có cho con màu hồng. À, màu hồng này đâu phải đâu con. Màu hồng này đâu phải là con trai cũng có thể thích màu hồng được mà. Đúng không? Mình thích màu nào là tùy ý mình chứ. Con gái cũng có thể thích được màu xanh mà. Ừ. Giống như cô cũng thích màu xanh vậy. Con thích màu hồng. À, thích màu hồng sao hết ha. Con trai con gái gì được thích được, không sao hết. Quiz. Quiz là câu đố. À, đúng rồi, cô có một câu đố, cô đố An nè. Đố An, nếu như An trả lời được chút nữa, cô cho An chơi game, hiểu không? Rồi, có một cô giáo. Có một cô giáo và một lớp học. À, cô giáo đố học sinh rằng đố các em biết tên của cô là gì? Tên của cô là tên của 12 trái ngô. Trái ngô là trái bắp, trái cần. Rồi, vậy thì đố An cô giáo tên gì? Tên của cô là tên của 12 trái ngô. Đố cô giáo tên gì? Con đoán thử xem. 12 trái ngô. À, thua đi không? Thua không? Thua không? Cô nói đáp án chưa? Đáp án của tôi, cô giáo là gì? Cô gợi ý nha. 12 mình còn được gọi là tá. À, một tá mình có 12 cái. Còn ngô thì mình còn gọi là gì nữa? Ngô là bắp đúng không? Đúng không? Bắp là ngô. Ngô là bắp. Bắp là ngô. Rồi vậy thì tá ngô. Con nói lái lại thử xem. Tá ngô. Tá ngô. Là Tố Nga. Cô giáo tên là Tố Nga. À. Cô giáo tên là Tố Nga. Không có học sinh nào giải được hết. Chỉ có học sinh An giải được thôi. Đó. Tố Nga. Đó. Rồi, mình có chữ. Đúng rồi, cô giáo tên là Tố Nga ha. Rồi, bây giờ mình coi lại thử coi con chim cút này ha. Quail. Con chim cút này mình đọc như thế nào, đố An. Quail. 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 Từ này mình đọc như thế nào hả con? Quail. Quail. Ok. Tiếp theo, 1/4. Quarter. Quarter. À, An ăn được 1/4 quả bánh cái bánh pizza. Water. Quarter. Quiz. Quiz là câu đố ha, cô mới đố con câu đố đó. Quiz. Quill. Quill. Quill là cái gì đó An? Quill. Bình mực. Không phải bình mực. Bây giờ mình cùng nhau hoa tìm hiểu xem coi chữ quill này là gì nha. À, cô biết là bút chì. Quill. Bún gà.
đợi cô chút xíu ha. Quill là đây nè. À là cái gì đây? Quill. Lá. Không phải lá luôn. Quill là bút lông vũ. Bút lông vũ. Đúng rồi, là cái bút giống như trong hình nè con. Thấy không? Cái bút mở trên nó có cái lông nè, gọi là bút lông vũ. Quick. Quill. Mình đọc là quill. 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 Tiếp theo là gì em biết không? Trái nghĩa với chậm là trái nghĩa với chậm là chữ gì? Trái nghĩa với chậm là nhanh. À, nhanh. Vậy thì nhanh của mình là quick. 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 Và nhanh ha. Quern. Quern. Rồi, cái quern này là gì đây? Đố em. Hình như chắc là ở nhà em có cái này á. Cô nghĩ là nhà ai cũng có. Có cái quern này hết. Con nhìn ra được là cái gì không? Dạ cô. Nè, ở nhà chắc là An có nè. Quên. Rồi, vậy bây giờ cô nói vậy, vậy bây giờ hai cô trò mình tìm hiểu xem quên là cái gì nha. Đồ cái gì? No, quên là cái này đây. Đợi cô chút xíu nha. Quần, 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 quần. Để cô tìm hình cái quần cho con ha. Dạ, con có cái bàn hả? No, không phải là cái bàn luôn. Cái chiêu. Đây, cô kiếm được hình rồi. À, đây. Đây là cái máy xay tiêu. Máy xay tiêu hả? Dạ con không có cái máy đó. Oh. Dạ, dạ con không có máy xay đó. Dạ. Dạ. Nhà con chỉ có máy xay nước ép thôi. Ồ, máy xay nước ép luôn. À, vậy là em được uống nước ép mỗi ngày đúng không? Rồi, nhớ cho cô chữ khoa là xay tiêu, máy xay tiêu nha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ cùng nhau nghe một bài hát ha. Và sau khi bài hát kết thúc, An phải hát lại bài hát này cho cô. Được không? Con biết rồi. Who's see a cue, and it's next to a you. It sounds like quack, as in quack quack and quail. Quack 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 quiver, and quack 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 quiz. What a quality letter this letter Q is. Q is for quake, when something starts quaking. There'll be lots of rumbling and rattling and shaking. Q is for quilt, a warm cozy spread. Just like a blanket, it goes on your bed. Q is for questions, things you want to know. Like what is a quince, where does a quince grow? Q is for quick, quick means to be fast. If you run very quickly, you won't come in last. Won't come in last. Quiddly, quiddly, diddly do. This is a song that is all about Q. Quiddly, quiddly, diddly dee. Q is the letter that comes after P. Q is for queen, the queen's name's Alice. She lives with King Quincy in quite a nice palace. Shh, try to whisper, the queen is asleep. Q is for quiet, so don't make a peep. Q's for quartet, that means there are four. And Q's for quintet, just add one more. A set of four singers is called a quartet. Quite right. A quintet means that there are five in the set. Five in the set. Quiddly, quiddly, diddly do. This is a song that is all about Q. Quiddly, quiddly, diddly dee. Q is the letter that comes after P. Now you know lots of words starting with Q. Now it's time to quit. To quit means I'm through. Yes, it's true. Quiddly, quiddly, diddly do. This was a song that was all about Q. Quiddly, quiddly, diddly dee. Q is the letter.
letter that comes after P. Q is the letter that comes after P. Rồi, em hát lại bài cho cô được không? Được không con? Không. Rồi. Cũng cô giỡn thôi, không cần em hát bài này ha. Bài này khó lắm. Rồi, chút nữa cô dạy con một bài khác đơn giản hơn. Đó là bài Năm Chú Vịt Con. Được không? Năm Chú Vịt Con. Bài gì vậy cô? Bài mới. Bữa hổm cô dạy con hai bài, hôm nay mình học bài mới. Năm Chú Vịt Con. Năm Chú Vịt Con. Five Little Ducks. Con có biết bài đó không? Đúng không? Đúng rồi, nó hát lớn cho cô nghe nè, hát lớn lên. 2 3. Không phải bài đó. One little duck went out one day over the hill and far away. Mother duck said quack 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 quack, but only four little ducks came back. Bài đó. Em biết bài đó không? Em biết bài đó không? Biết hả? Rồi, em hát cho cô nghe một đoạn đi. 2, 3. Five little ducks. Đúng rồi. One day over the hills. Over the hills and far away. Mother duck said quack 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 quack, but only four little ducks came back. Đây, cô mở lên cho con nghe ha. À, cô đi cô. Cái bài này con có coi rồi nè cô. Cô, cái bài này con có coi rồi nè cô. Ok, thì mình cùng hát theo ha. Five little ducks went out one day over the hill and far away. Mother duck said quack quack quack. Ơi. Cô ơi, cái con có coi cái bài này rồi nè cô. Rồi con hát được không? Em hát cho cô nghe đi. Nè có chữ quack 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 hồi nãy mình học nữa nè con. Hay là cô dạy cho An từng câu ha. Rồi bắt đầu. Five little ducks went out one day. 2, 3. Five little ducks went out one day. Over the hills and far away. And far away. And far away. Mother duck said. Mother duck said quack 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 quack. But only. But only four little ducks came back. Only four little ducks came back. Rồi, lại lần nữa nha. Five little ducks. Five little ducks. Went out one day. Went out one day. Over the hills and far away. Over the hills and far away. Mother duck said quack 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 quack. Mother duck said quack 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 quack. But only four little ducks came back. Only four little ducks came back. Only four little ducks came back. Only four little ducks. Little ducks came back. Came back.
Rồi, y chang hồi nãy luôn. Bây giờ từ 4 con mình chuyển thành 3 con nha. À, hồi nãy có 5 con, sụt xuống 4 con, giờ chuyển thành 3 con ha. Bắt đầu. Four little ducks went out one day. Over the hills and far away. Four little hills and far away. Bộ lên học đàn hàng đó. Quack 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 quack. Quack 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 quack. But only ba con, còn lại có ba con à? Hai con đi mất tiêu rồi. Only three little ducks came back. Only three little came back. Rồi từ từ lên xuống chỉ còn lại một con. Rồi từ một con đó cái tự nhiên có năm con trở lại luôn. À, rồi bao bữa sau mình sẽ học tiếp cái bài này. Bây giờ mình trở lại cái bài của mình ha. Mình phải học lẹ để mình chơi game nữa. Rồi, what em is dài dài. Cô chưa nói chút hồi tới game đi rồi con biết. What is it? Đây là cái gì? Nó là cái gì? What is it? It is a. Rồi, it is a. Câu hỏi là gì em nhớ không? Hồi nãy mình học rồi đó. It is a question. Question. It is a question. Tiếp theo, câu hồi nãy mình mới nói nè. Quail là con chim gì mà hồi nãy cô hỏi ăn có ăn chưa đó? Hỏi An có ăn chưa? Chim gì đó? Chưa nữa. Chim cúc. Hồi nãy cô hỏi An là có ăn cúc bơ chưa ha? An nói chưa, đây là con chim cúc ha. Rồi, bây giờ mình sẽ circle the trong bốn bức tranh ở đây ha. Bây giờ cô kêu là... Cô này có 6 mà. Có 6 cái hay có 5 cái? 6. 6 ha, đúng rồi. 6 cái lận, vậy là An phát hiện là lỗi sai của cô, An được cộng 1 điểm. Giỏi. Tiếp theo, bây giờ cô phổ biến tiếp nha. Bây giờ mình phải lắng nghe kỹ mới phát hiện được lỗi sai của cô ha. Bây giờ có 6 bức tranh ha. Bây giờ hả, cô kêu An khoanh tròn cái nào là An phải khoanh tròn cái đó theo đúng lời chỉ dẫn của cô nha. Rồi, bây giờ cô muốn An khoanh tròn quarter. Quarter. Quarter là gì? Quarter. Quarter là cái nào? À, quarter là cái nào đây? Trong 6 cái này. Quarter là cái nào? Cô muốn em quarter cái quarter đó màu đỏ. Khoanh tròn cái quarter đó màu đỏ nha. Dùng màu đỏ khoanh tròn. Không. Cái quarter đây bà. Quarter ở đâu? Đây. Đây là cái nào? Này. Bây giờ cô đánh số nha, cho An dễ nói được không? Bây giờ cô đánh số 1, 2, 3, 4 nha. Rồi, đây là số 1 ha. Đây là số 1. Đây là số 2. Rồi, đây là số 3. Đây là số 4. Đây là số 5. Rồi, đây là số 6. Rồi, vậy thì cái quarter là số mấy? Số 3. Số 3. Sai rồi. Cho em cơ hội nó lần nữa đó. Em mới nhắc coi được không? Quarter. Quarter. Là cái này là đáp án chính xác. Chính xác rồi, nhưng mà em không chắc chắn. À... Rồi, tiếp theo cho cô cái quần. Quần. Quần là cái máy? Quần. Mình nhớ coi được không? Quần. Quần là cái nào đây? Trong sát cái này. Rồi, cô gợi ý nha. Cô gợi ý cho em nha. Hồi nãy cô có hỏi em là cái quần này nhà em có hay không? Em trả lời cho cô là không có.
Cái số 6. Đúng rồi, đây là cái khuôn. Cái khuôn là cái máy xay tiêu ha. Rồi, nghe kỹ câu của cô ha. Khuèo, khuèo, khuèo. Câu hỏi, số 5. Sai rồi. Khuèo là một món ăn. Cái con mà làm ra cái món đó. Chim cút, chim bơ. À, con chim cút phải đáp án phải là số 1. Rồi, cô hỏi tiếp nha. Question, question. Câu hỏi. Đúng rồi, là số mấy? Số 5. Số 5, chính xác. Tiếp theo, quick. Là số 4. Number 4, chính xác. Cuối cùng số 2 là quill. À, bút lông vũ. Rồi, không biết mình tới trò chơi chưa ta? Rồi. Tới rồi đúng không? Đúng rồi, playtime. Rồi, playtime. Hãy xem mình chơi cái gì nha. Mình sẽ chơi xác tên con vật. Playtime. Rồi, con muốn chơi cái nào? Muốn chơi câu cá thôi. Câu cá hả? Câu cá bữa sau mình chơi ha. Hôm nay không có bài câu cá, không có game câu cá. Vậy đâu dân. Chơi game vòng quay được không? Chơi game vòng quay được không? Bữa sau mình sẽ chơi game câu cá. Ha, bây giờ hôm nay mình chơi đỡ game này, nên bữa sau cô cho con chơi game nông dân với câu cá. Rồi, bắt đầu, chọn cho cô. Trái phải. Con nhà đáp án nào, bên trái hay bên phải? Bên phải. Bên phải là cái này đúng không? Correct, sai rồi. Mình phải chọn là bên trái ha, không có viết hoa chữ này. Rồi, tiếp theo. Cái này chắc là An chưa biết đúng không con? Đây là động đất nè, con thấy cái nhà nó bị đổ không? Động đất á. À, vậy thì động đất thì... Mình chọn cái nào? Mình chọn bên đây nè. À, viết thường ha. Earthquake, động đất. An có sợ động đất không con? Động đất là con đang ở như vậy nè, xong rồi cái nhà tự nhiên nó chuyển động, nó rung rinh, xong rồi nó sụp xuống luôn. Mất tiêu cái nhà của mình luôn. Sợ lắm. Earthquake. À, hy vọng. Con không sợ động đất. À, con không sợ động đất hả? Earthquake. Lúc động đất mình dưng. Lúc động đất mình dưng á. Cái gì á, cũng chưa xong thì con ra ngoài luôn. Ồ, đúng rồi, khi mà động đất thì mình phải chạy ra ngoài, mình không được ở trong nhà, nếu không là mình sẽ bị đè đó. Mình phải chạy nhanh ra ngoài ha, earthquake. Rồi, ok, bây giờ mới là cái game thật thụ của mình đây, hồi nãy chưa phải là cái game, đâu. Bây giờ mới là game nè. À, ở đây cô có 4 hành tinh ha, ở dưới mỗi hành tinh là một cái chữ cái, bây giờ An chọn chữ cái cho cô, nếu không thì hành tinh của mình sẽ bị sụp đổ. Chữ nào con được? Trái đất. Trái đất. Để xem có đúng không ha. Rồi, chính xác rồi. Không có bị sụp xuống ha. À. Tiếp theo, tiếp theo. Tiếp theo. Thôi. Con chọn cái nào? Con chọn hành tinh màu gì hay là con chọn trái đất nữa? Sao hỏa. Đúng rồi, không có bị sụp xuống, giỏi. Question. Tiếp theo. À, nhanh. Tên nào đây? Sao hỏa đúng hả? Sao hỏa đúng rồi. Nên nó không có bị sập xuống, nếu mà mình trái đất nó sập xuống luôn á, mấy hành tinh này đổ sập xuống á. Con chọn hành tinh nào? Sao màu nâu, sao màu trắng, sao gì vậy cô? Sao màu nâu là sao thổ ha, còn sao này là sao thủy. Sao thủy hả? Vậy sao thổ? Sai rồi, nó nổ tung mất rồi. Rồi, xong luôn.
chọn lại ha, chọn lại không phải là sao thổ rồi. Chọn cái nào bây giờ, còn lại sao hỏa trái đất chứ là sao hủy? Sao thủy. Thủy chắc không? Rồi sao thủy cũng đổ luôn rồi, chỉ còn lại trái đất với sao hỏa thôi. Sai rồi. Sao con không chọn trái đất đi? Trái đất mình đang sống trên trái đất nè. Trái đất. Trái đất ha, đúng ừ. Rồi, trái đất là đáp án chính xác luôn. Còn má chí, đừng bị đổ con người chứ. Rồi, xong. Vậy. Xong tiếp câu này đi rồi mình nghỉ ha. Xong tiếp câu này con điền cho cô chữ nào? Vậy. Nữ hoàng, nữ hoàng là mình có chữ queen. Không biết rồi, trái đất. Trái đất, boom, trái đất nổ tung rồi. Sao hỏa, boom. Sao thủy là đáp án chính xác, yeah. Rồi, ok, hôm nay mình học tới đây ha, bữa sau mình học tiếp nha. Rồi bữa sau á, An hát cho cô tiếp bài năm chú vịt con nha con. Bài Little Ducks went out one day over the hills and far away. À, rồi goodbye, see you again, An. Rồi bye con nha.